Việt Vinh Audio xin kính chào tất cả anh em. Và trong clip buổi sáng ngày Chủ nhật, Việt Vinh xin giới thiệu đến anh em một chiếc âm ly của hãng Victor. Và đây là model của chiếc âm ly AXZ911. Đây là một dòng âm ly tích hợp giải mã, cho nên là chúng ta có thể lấy nguồn tín hiệu từ trên mạng thông qua cáp quang. Chúng ta có thể cắm vào chiếc âm ly này và chúng ta có thể nghe được rồi. Cái thứ hai nữa là chiếc âm ly này thì chúng ta có thể dùng để hát karaoke. Chúng ta thêm một chiếc vang cơ hoặc là vang số like cơ, chúng ta ghép vào chiếc âm ly này là chúng ta có thể hát được karaoke rồi. Và với mức công suất rất là khỏe thì chúng ta có thể hát karaoke thoải mái. Dòng này là một cái dòng âm ly mà rất là nặng, gấu của hãng Victor. Anh em có thể nhìn qua tổng thể của chiếc âm ly này thì còn rất là đẹp. Còn rất là đẹp anh em ạ. Dòng này thì nó không có chỉnh bát chép, nhưng mà chất âm của nó đều ba giải. Cho nên là chúng ta thêm một chiếc vang số hoặc là vang cơ. Trong cái phần vang thì anh em biết rồi, có cả chỉnh bát, trung, chép. Cho nên là khi mà ghép vào chiếc âm ly này thì nó hỗ trợ các giải rất là tốt nếu mà anh em dùng để hát karaoke. Còn nếu dùng để nghe nhạc thì nó rất đều ba giải. Và đây thì anh em có thể nhìn có một cái chiếc áp, đó là chiếc áp tăng giải bát to nhỏ đấy. Và đây là cạnh là ba lăng, ở trên là volume. Ở giữa là màn hình hiển thị các chức năng mà khi mà chúng ta điều khiển ở các phím này. Và đây là công tắc nguồn. Và nguồn điện của chiếc âm ly này là nguồn điện 100V, nó được sản xuất tại Nhật Bản anh em nhé. Ở trên cái phần nắp này anh em này, nó có một cái tấm kim loại rất là nặng. Mục đích nhà sản xuất làm ra cái tấm kim loại này để trên này, để khi mà chúng ta kê các vật nặng lên thì nó không bị trũng xuống. Đấy là cái mà nhà sản xuất làm ra cái tấm nắp này anh em nhé. Và đây là cái phần mặt sau. Phần mặt sau thì anh em có thể nhìn qua, ở bên ngoài cùng bên trái này thì gồm có các cổng tín hiệu đầu vào đầu ra. Và jack của phono và jack của CD thì được nhà sản xuất mạ một lớp màu vàng. Đấy, chúng ta có thể nhìn qua. Đấy, khi mà chúng ta sử dụng tín hiệu phono, tức là chúng ta chơi điện thoại thì chúng ta tiếp mát vào đây anh em nhé. Đấy. Còn đây là tín hiệu CD, line 1, line 2. Và đây là các cổng tín hiệu đầu vào đầu ra. Phần record này thì chúng ta có thể cắm súp vào đây chúng ta chơi. Đấy, nguồn điện của chiếc âm ly này là 100V. Và công suất của nó là 200W, model AXZ911. Và đây là cầu loa. Dòng âm ly Z911 này thì đánh loa trở kháng từ 6 đến 16 ohm. Nên là nó rất thích hợp anh em ghép vào những cặp loa Âu, Mỹ, Nhật. Dòng này nó đánh vào những cặp loa Nga rất là hay anh em ạ. Và đây là cái phần dây. Ở ngoài cùng này chúng ta có thể nhìn, đây là các cổng tín hiệu digital, kỹ thuật số. Cáp quang chúng ta cắm vào cổng này anh em nhé. Đấy, digital 1. Còn cổng đồng trục chúng ta cắm vào digital 2, tức là cổng quasia. Và tiếp theo ở dưới thì gồm có cổng play, tức cổng DAT và record. Record này chúng ta có thể cắm súp vào đây chúng ta chơi. Đấy. Rất là hay. Ngày hôm nay thì Việt Vinh bán cho anh em chiếc âm ly này với một mức giá rất là tốt. Tại vì Việt Vinh còn một số những chiếc âm ly Nhật và Việt Vinh bán rẻ cho anh em để anh em chơi. Và đây là phần nội thất của chiếc âm ly Victor AXZ911. Chúng ta có thể nhìn qua, nội thất của nó quá là đẹp luôn, đúng không ạ? Anh em nhìn này, sexy bên hông này. Rất là đẹp, rất là mới đúng không ạ? Kể phía trong. Đấy. Chúng ta nhìn này, đấy, anh em nhìn thấy chưa? Nguồn đây anh em, đấy, chúng ta nhìn nguồn này. Đấy. Dòng âm ly Victor Z911 này thì nó chạy 8 sò than, anh em nhé, 8 sò than. Đây là một chiếc âm ly zin nguyên bản, chưa qua đụng chạm, chưa qua sửa chữa bất cứ một cái gì. Đấy, một chiếc âm ly có một phần nội thất nguyên bản. Đấy, nguồn đấy anh em. Đây là cái bộ phận giải mã, bộ phận kỹ thuật số đấy anh em. Tất cả tụ còn nguyên hết. Nội thất rất là đẹp, nguồn rất là khủng. Đây, chúng ta nhìn sexy này. Đây là một chiếc âm ly có một phần nội thất đẹp xuất sắc. Và cái quan trọng nhất đó là zin nguyên bản. Rồi, bây giờ Việt Vinh sẽ đóng nắp máy vào và Việt Vinh sẽ thử qua một số chức năng của chiếc âm ly Victor Z911. Và bây giờ chúng ta tiến hành cắm tín hiệu dây cáp quang vào chiếc âm ly này. Chúng ta nhìn này, đấy, dây tín hiệu cáp quang đỏ rực. Đấy. Chúng ta cắm cái này. Và tiếp theo thì Việt Vinh sẽ cắm cổng tín hiệu từ CD vào cổng CD ở phía sau này anh em nhé. Việt Vinh sẽ thử qua chức năng cáp quang và CD.
Hiện tại thì Việt Minh đã cắm nguồn điện rồi. Và nguồn điện của chiếc âm mì này là 100V. Xin nhắc lại với anh em như vậy. Và cổng tín hiệu mà Việt Minh đang sử dụng hiện tại mà anh em đang nghe đó chính là cổng optical. Anh em nhé. Tiếng cực kỳ hay anh em ạ. Anh em nhìn chưa, optical. Từ nay thôi đây duyên mình lỡ đôi, dù vương vấn mãi. Và bây giờ Việt Minh sẽ chuyển qua cổng tín hiệu CD. Tiếng cực kỳ tuyệt vời. Chỗ này là tăng giảm bass anh em nhé. Biết rằng mai kia đôi người đôi nhà. Anh đừng buồn. Bây giờ lại chuyển sang cổng optical. Chúng ta mãi xa hàng, thương yêu ngày cũ chưa tan. Xin anh đừng oan trách người đi. Thôi ý tưởng đi xây mộng cho đời, quên đi vàng sau nhớ. Anh em vừa nghe qua Việt Vinh test qua một số chức năng của chiếc âm mì Victor Z911 và đã xem qua cái phần nội thất. Đây là một chiếc âm mì, mọi cái thì Việt Vinh đã nói qua rồi. Và giá mà Việt Vinh bán cho anh em một chiếc âm mì như thế này với giá chỉ có 3.200.000 đồng. Một chiếc âm mì cho một phần âm sắc cực kỳ sạch sẽ. Và chúng ta có thể sử dụng chiếc âm mì này để hát karaoke. Chúng ta thêm một chiếc vang cơ hoặc là vang số hoặc là vang số lai cơ, chúng ta có thể hát được karaoke rồi. Và anh em nào yêu thích chiếc âm mì này liên hệ với cả Việt Vinh theo số điện thoại 0917659929. Còn bây giờ, Việt Vinh thân ái xin chào tạm biệt tất cả anh em. Từ nay thôi đây, xin mình.